Vườn quốc gia Sông Thanh được biết đến là nơi sinh trưởng của hàng trăm loài động thực vật quý hiếm, trong đó có cây lim xanh và nấm của nó. Ở Sông Thanh hầu như nơi nào cũng có sự sinh trưởng của cây gỗ lim. Kể từ cuối năm 2020, Sông Thanh là vườn quốc gia nên được bảo vệ nghiêm ngặt hơn, bà con không vào hái lượm như trước. Để tạo sinh kế cho người dân vùng đệm, Ban quản lý vườn đã lập đề tài nghiên cứu trồng nấm lim để cung cấp giống miễn phí cho người dân. Cũng từ đây, biệt đội tìm nấm lim xanh ra đời. Về cái việc bảo vệ thì Sông Thanh cũng đã tổ chức có cái tổ bảo vệ rừng để mà đi thống kê rồi kiểm tra rồi bảo vệ cái khu vực này. Sau đó thì để mà bảo vệ, sau đó rồi thu hết để mà tiến hành tiếp công việc, ví dụ như là nghiên cứu thêm. Thì bây giờ thì bước đầu thì Sông Thanh đã có mua máy móc thiết bị để mà chuẩn bị rừng với nấm lim xanh. Tại cái gió thể là cây lim đồng hồ, cây lim xanh đồng hồ. Nó sẽ gắn đúng với cái chất lượng của nó thì sản phẩm tự nhiên. Sau này nếu như được thì sẽ nhân rộng mô hình này để mà phát triển sinh kế cho người dân, hỗ trợ người dân có việc phát triển rồi sẽ có cái chuỗi liên kết của là bao tiêu sản phẩm đồ để hỗ trợ người dân để trong phát triển sinh kế. Một nhân viên bảo vệ rừng của vườn quốc gia Sông Thanh cho biết, khi đi tuần thì anh em cũng kiểm tra nấm, gốc nấm. Những gốc bị chặt hạ lâu năm có nấm sẽ được đánh dấu để lần tuần tra sau thu hoạch. Mỗi khi vào mùa mưa, nấm sẽ mọc lên từ vỏ rễ hoặc thân gốc của cây lim xanh mới chết. Những cây đã chết quá lâu, mất lớp vỏ sẽ không cho nấm nữa. Mỗi chuyến tuần tra, tổ bảo vệ rừng đều bấm tọa độ GPS, lưu trữ địa điểm có nấm, ghi chép lại khu vực tập trung nấm già, nơi nhiều nấm mới mọc. Càng vào sâu trong rừng, nấm lim xanh mọc càng nhiều, theo rễ cây lim sau mỗi trận mưa dông. Rồi anh em cũng cắm bây giờ. Nói chung là khánh. Mỗi chuyến đi tìm nấm thường kéo dài khoảng 2 ngày. Tổ bảo vệ rừng kim tìm nấm thường dựng lán trại nơi bờ suối gần khu vực có nhiều nấm lim để tiện thu hoạch. Nơi đây được tập kết sẵn gạo, gia vị và một số đồ dùng cơ bản để nấu ăn. Số nấm lim sau thu hoạch được phân tách bào tử, tạo men nấm và cấy lên giá thể là những cành, thân của cây lim bản địa để cho chất lượng, hàm lượng dược liệu gần đúng nhất so với nấm lim tự nhiên. Từ trước đến nay, đa số nấm lim nuôi trồng nhân tạo trên thị trường chủ yếu là mùn cưa của cây cao su, keo lá tràm. Nấm lim xanh là dòng linh chi đặc hữu, mọc trên cây lim xanh trong rừng nguyên sinh, trong đó có rừng của Việt Nam và Lào, được sử dụng làm thuốc trong đông y. Nấm lim xanh có lợi thế trong hỗ trợ y tế đối với sức khỏe người bệnh vì không có tác dụng phụ hoặc tác dụng phụ không đáng kể.